Cái ngày mà bạn M giấu tên đến tìm mình để kể về lần gặp trực tiếp quỷ một giò, M đã kể thêm rất nhiều câu chuyện sau đó, nhưng mình đã phải cân nhắc nhiều yếu tố trước khi mang nó ra để kể cho các bạn. Và câu chuyện tiếp đến sau đây sẽ là một lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh đối với con cái của mình. Vì nếu không may mắn như bạn M, có lẽ mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe diễn biến sự việc từ chính lời kể của nhân vật. Cái câu chuyện này xảy ra lâu chưa em? Và em có thể kể cho mọi người nghe được không? Nói thật với anh là em cũng có một câu chuyện, mà câu chuyện này em cũng đã cân nhắc và suy nghĩ rất là nhiều liên quan thật đến gia đình của em. Cho nên em cân nhắc, nhân tiện thì nói ra để cảnh tỉnh đến những bậc phụ huynh. Nó thật sự là không ổn lắm. Câu chuyện là như vậy, em có một đứa con gái 13 tuổi. Trong một quá trình thời gian dài là em cũng lo công việc, cũng ít dành thời gian cho con cái. Thì trong một hôm nọ thôi, 7 giờ tối, ra quán cà phê đường Nguyên Hồng á, uống cà phê nói chuyện với những người bạn đạo của mình. Thì vô tình trong một nhóm đó thì có một người tự nhiên người ta nhìn vô em, người ta nói: ủa em có xích mích gì với những đứa con nít không, mà sao ngồi ở đây mà cảm giác kéo tới nhiều quá, ủa mình đâu có xích mích gì với ai đâu, tại sao người ta lại nói vậy. Cái bàn của tụi em là nó ngồi ngay cái hộp điện, thì anh cũng biết rồi đó, cái hộp điện thường thường người ta gài người ta khóa, mà đang nói sâu vô thì tự nhiên cái hộp điện nó tự mở cửa ra luôn. Hộp điện ngồi ngay trên đầu. Xong cái có một người quen của em, người ta lên nhà em chơi, con gái của em á, là thì vô tình nó mới khai ra nó mua trên mạng một con búp bê, nó về để nó chơi. Cái người ta về luôn, người ta mới nhắn tin, người ta nói chuyện với em, nói là thấy con em nó khoe ra một con búp bê mà trên đó là nó có vẽ bùa vẽ chú ở chảnh á. Người ta nhìn thấy người ta cũng sợ, vì người lớn người ta biết chuyện này thì người ta mới báo cho em biết, và chỉ luôn là con gái của em nó giấu con búp bê đó ngay đầu giường, rồi nó nói là mỗi ngày nó cho ăn đồ này kia lắm hết. Thì mới hỏi nó là có thấy ăn không, thì nó nói là người ta dặn là cứ để vậy thôi, mỗi ngày ngồi trò chuyện với nó. Thì em nghe em cũng hơi rợn người, xong rồi em âm thầm em lên em kiếm thì lại không thấy, cảm giác giống như là có người nào nhắc cho nó biết hay sao á. Cái ngày hôm sau nữa, cái người quen em lên là nó nói là nó đem đi giấu chỗ khác rồi. Rồi em cũng lục tung cái nhà lên luôn mà không thấy là không thấy. Em rối quá, em mới gọi điện cho người bạn đạo của em tìm cách như thế nào. Thì người bạn đạo đó mới nói thôi bây giờ đi ra ngoài đi, đừng có ngồi nói chuyện trong nhà, là tụi nó nghe được hết. Thì cái người bạn đạo đó mới nói thôi bây giờ cái này cũng con nít không à, hãy tìm cách mình dụ nó để cho nó lấy con búp bê này ra rồi mình đem đi gửi đi. Rồi xong em về là ngày hôm sau là em mới tìm cách nói chuyện. Thì một hồi là nó mới khóc luôn, cầm búp bê ra, là em cầm của búp bê trên tay mà nó thật, mình cầm trên cái đôi bàn tay mình cảm giác nó rất là nặng, mà con búp bê thì nhỏ xíu à. Nó có một cái gì đó, một cái từ trường khiến cho mình giống như là phải sợ nó, tại vì trên con búp bê giống như là xăm hình vậy đó, bùa phép không à, đầy con búp bê luôn. Nhìn con búp bê rất là có hồn nha, rất là có hồn luôn. Và trong một cái bộ của nó là nó có bốn cái ống giống như là ống nghiệm vậy đó, mà trong đó là nó nhìn như là cát trắng vậy đó. Thì em mới tò mò mở ra rồi mình xe trên lòng bàn tay mình thấy, mình biết đó là cho. Thì em mới hỏi nó ủa tại sao mà mua con búp bê này lại có được cái này nữa. Thì nó mới nói là người ta dặn 2-3 ngày gì đó dỡ con búp bê ra thay cái ống khác vô. Thì ra là em mới hiểu vấn đề rồi, cái cho này không đơn giản là cho bình thường. Nói chuyện với con em xong em mới cầm con búp bê này đi, tại vì những người bạn đạo dặn với em là nên để đi ở một góc ngã ba nào đó. Thì những người nào mà làm về cái hệ này người ta sẽ rất là thính, người ta đánh hơi rất nhanh và người ta sẽ có người ta lấy con búp bê này liền. Tưởng như vậy là đã xong nhưng thực chất là chưa hết, mình chỉ mới đưa đi được một cái vật thể, nhưng mà những cái mà xung quanh vật thể đó mình chỉ mới tiễn đi được có 50% thôi. Một hôm là đang nói chuyện với người trong gia đình thì con trai em nó đi vào bếp nó lấy đồ, thì tự nhiên nó thấy một cây kéo nằm ở trong cái hộp đựng mà tự động kéo ra ngoài luôn. Là con trai em nó hoảng hồn nó chạy ra nó nói, thì em mới cảm thấy là đúng thật là chưa ổn thật như những lời người bạn đạo nói, còn 50% còn lại. Trong những ngày tiếp theo là trong căn nhà em ở là nó bao trùm một cái áp lực và một cái nỗi sợ từ người lớn tới trẻ nhỏ luôn, không ai ngủ được, giống như có người kề miệng vô ngay tai của mình kêu tên mà giống như quát vô vậy đó, làm cho mình giật mình và kêu vợ em dậy liên tục mấy hồi luôn, khiến cho cả nhà không ai ngủ được, hét lớn lên luôn á, kêu cái tên. Và mất thời gian cho đến 2 tuần lễ, cứ mỗi chiều cả gia đình em phải lên khu vực phòng thờ của nhà em á cầu khẩn sự giúp đỡ. Trong khoảng thời gian 2 tuần lễ đó là nó khóc và theo kiểu mà nó luyến tiếc luôn á, nó nuối tiếc con búp bê đó, nó giống như là con búp bê đó là cả thế giới của nó vậy. Và bởi vậy qua câu chuyện em cũng nói với tất cả các bậc phụ huynh không dành thời gian cho con cái, vô tình nó mới xảy ra cái chuyện cớ sự như ngày đó. Cũng may mắn là cũng có người nhắc nhở được cho nên cũng rất là may mắn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.
nhiều vì đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình. Quả thật là trong cuộc sống thì nó có rất là nhiều chuyện mà chúng ta không thể lý giải được. Và anh tin rằng cha mẹ nào thì cũng yêu thương con của mình, muốn dành thời gian cho con của mình. Tuy nhiên là trong cuộc sống đôi khi những cái bộn bề, những cái lo toan nó khiến cho chúng ta tập trung quá nhiều vào công việc và không có thời gian dành cho con. Thì lâu dần nó sẽ tạo thành những cái khoảng cách vô hình. Theo anh thì nó rất là nguy hiểm cho tương lai. Cũng may mắn là em đã kịp thời phát hiện và xử lý được vấn đề. Một lần nữa thì anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì đã kể cho anh cũng như là mọi người nghe cái câu chuyện này. Và xin chúc cho gia đình em thật nhiều sức khỏe và bình an.